Ok, mẹ với gấu chơi xây đường. Có ba chữ parking. Parking này là chỗ đậu ô tô nè. Biển parking là chữ P đúng không? Có trên nền màu xanh, chữ P màu trắng. Gấu là đang bắn đi ô tô trên đường. Chỗ này là chỗ qua đường nè. Có hình người màu đen, trên nền trắng và xanh. Xanh da trời blue. Nào, gấu đang chơi ô tô màu vàng. Mình xoay vòng xuyến ở đây. Rondo. Được. Hay là vòng xuyến à? Cái này thì tôi đã có. Gó để mẹ sửa đường cơ. Thợ sửa đường đến đây. Chụp ba này. Ok, đấy, chỗ đỗ xe parking ở đây nhé. Thêm một cái parking ở đây nữa. Người đi bộ qua đường ở đây nhé. Một cái parking này nữa. Đây, cháu người đi qua đường. Ok, đây là những mảnh quần còn lại mẹ đang gấp thêm vào. Bọn mình xây nhà đi, ba cho nhà vào đấy đi. Xây nhà, lắp nhà của ba một cái, gấu một cái, mẹ một cái. Ok, lắp ba nhà nhá, lau lấy đi. Lau lấy nhà bọn mình xây, đúng rồi. Nhà ở đây. Mái nhà đúng rồi, mái nhà màu đen. Đây cho ba. Màu gì? Đây đưa ba, đúng rồi, mái nhà màu đen. Lấy thêm cái lấy à, có thích nhà màu đen nhất hay sao? Có thích mái nhà vòng tròn màu đen này. Lấy thêm cái màu vàng với màu đỏ nữa con. À, cho gấu màu đen, ok. Thế ba lấy màu vàng, màu đỏ nhé. Nào, màu vàng, màu đỏ. Còn đây là nhà nè. Nhà có ô cửa nè. Đây, gấu xây xong nhà màu đen rồi. Nhà cừu gấu. Gấu thêm xây một nhà nữa nhé. Gấu lấy đi, gấu lấy cái cục mà gọi là thân của nhà. Tường của nhà. Đấy. Đúng rồi, gấu thích đâu, xây ở đây nhé. Đúng rồi, quay mạch của thế này để ba quay. Đấy, nhìn nó rõ. Đây, cửa của nhà này. Ok, nhà này màu đen. Gấu thích xây nhà màu vàng à? Ok, thế gấu lấy thêm một nhà nữa. Đúng rồi. Đẹp vào đây. Đẹp vào ô này, chẳng hạn chỗ này đang trống này. Ai ba giúp. À, gấu tử. Ok. Wow. Một ngôi nhà, hai ngôi nhà, ba ngôi nhà. Xây tiếp ngôi nhà màu đỏ không? Lấy màu đỏ không? Lấy thêm một cái thân ngôi nhà nữa. Đây, đây là mái nhà màu đỏ. Đây, đều ở đây, chỗ này trống này. Đúng rồi. Đấy. Wow, sắp xây xong thành phố rồi. Mẹ sắp xây mở đường này tới kia rồi. Còn đây ba với gấu đang gọi là developer. Ba với gấu đang develop gọi là bốn cái nhà rồi này. Đúng rồi. Bỏ bước cái ô tô của con ra. Xây nhà trong mà. Để tí nữa mình chơi tiếp. Khi nào mà chơi ô tô đấy. Bỏ ra để đảm đấy. Để chân lên như ba này. Để chân lên như ba này. Đỡ đau chân. Đấy đúng rồi. Giỏi quá. Đó đúng rồi. Ok bây giờ xây nhà đây nhé. Đúng rồi. Rồi đặt nắp nhà lên. Ok hoan hô. Mình xây được mấy ngôi nhà rồi cậu? Nhiều, mấy ngôi nhà rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Nhiều nhà đấy. Nhà gấu ở đâu, nhà bơ ở đâu? Nhà mẹ ở đâu, nhà viên ở đâu nào? Đó xe nốt ngôi nhà nữa. Đây, nắp màu vàng này. Wow, ngôi nhà của gấu xây xong rồi. Cho hai nhà cuối đường này thôi. Đó. Đúng.